Rồi, xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình. Thì ở video lần này thì mình cũng liên quan tới cái hệ thống đàn ốp ở động cơ diesel. Đó là mình sẽ nói về các nguyên nhân hư hỏng của cái bộ turbo này. Thì các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Các bạn đầu tiên mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em mình đó là cái bệnh lây nhớt ở turbo ha. Đây là cái bệnh kinh điển của tất cả các loại turbo tăng ốp ở các dòng xe. Đây là nguyên nhân cốt lõi nó làm cho động cơ chúng ta mất công suất. Đấy. Tại vì sao? Khi mà nó hút nhớt từ cái đường ống nhớt của turbo này. Đây, cái đường ống nhớt nó vào bộ trơn của cái cốt chính giữa này. Thì nó sau khi mà nó bôi trơn thì nó lâu ngày cái turbo này nó bị mòn đi, cái cốt nó bị mòn. Thì dẫn đến là nhớt từ trong cái buồng bên này nó qua bên cái buồng bên này và nó sẽ đi ra ống nọp này ha, ra cái đường ống này và nó sẽ đi vào cái bộ intercooler của chúng ta. Và cái bộ intercooler sau khi mà nhớt chúng ta nó đã bị qua bên đó và nó đọng lại thì nó sẽ làm ngăn cản cái dòng không khí từ bên trong cái bộ tăng ốp này đẩy tới, dẫn đến tình trạng là xe chúng ta bị mất công suất. Đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy là xe chúng ta sẽ yếu. Điều thứ hai là xe chúng ta sẽ rất là hầu nhớt ha. Tại vì nếu mà ở mức độ nhẹ thì nhớt nó sẽ lên và nó sẽ đi vào buồng đốt của chúng ta và buồng xe chúng ta sẽ đốt cháy cái lượng nhớt đó, dẫn đến xe chúng ta bị hầu nhớt. Kèm với cái triệu chứng này đó là mình sẽ thấy là cái động cơ chúng ta hầu nhớt này và xe chúng ta sẽ ra màu khó xanh. Còn nguyên nhân vì sao mà nó dẫn đến tình trạng là nó bị lây nhớt thì ít bữa nữa mình sẽ làm một cái video, mình sẽ nói về cho tất cả các bạn về những nguyên nhân cơ bản dẫn đến vì sao cái turbo này nó lây nhớt. Còn ở video lần này thì mình sẽ nói những cái bệnh cơ bản thôi ha. Cái bệnh thứ hai đó là chúng ta nó bị mất áp suất ở cái bánh tuabin này, làm cho khi mà trong cái hệ thống này nó bị mất áp suất thì dẫn đến tình trạng là cái bánh bơm này nó sẽ hoạt động không có tốt được nữa, thì dẫn đến là nó sẽ bị yếu, xe chúng ta cũng bị mất công suất. Đấy, thì cái nguyên nhân cốt lõi của vấn đề này trên cái đường ống cấp xả này nó sẽ bị thủng hay bị gãy những cái mối tiếp giáp hoặc là những cái gion nối với nắp máy, dẫn đến là nó sẽ bị xì khói ra bên ngoài môi trường, dẫn đến là nó tiêu hao mất cái nguồn năng lượng đó, làm cho cái bánh tuabin này nó sẽ không làm cho cái bánh bơm quay ở tốc độ lớn được. Đấy, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai nữa là cái bộ này nó bị kẹt ha, cái bộ băng mở hoàn toàn này thì nó bị kẹt ở chế độ là khi nó mở hoàn toàn thì nó làm cho động cơ chúng ta khói từ bên trong mới ra và nó đi ra thẳng ra ngoài bên này luôn, nó không vào cái bánh tuabin nữa, dẫn đến là cái bánh tuabin chúng ta không quay. Và bánh tuabin chúng ta không quay thì dẫn đến tình trạng là cái bánh bơm chúng ta nó cũng không quay luôn, dẫn đến là mất công suất ha. Thì cái triệu chứng của cái bệnh này đó là khi mà chúng ta đạp xe thì xe chúng ta nó xe không có lên được ha, không đi, mất công suất. Đấy, và một cái bệnh nữa đó là kẹt turbo ha, hệ thống bu trơn của chúng ta. Đây, hệ thống bu trơn của chúng ta là bao gồm nhớt. Ở một số xe thì nó sẽ có nước nó đi vào cái để nó bu trơn cái cốt bên trong này nữa, nhưng mà đối với cái dòng xe này nó chỉ có nhớt thôi và lâu ngày nó sẽ bị kẹt nếu mà chúng ta dùng nhớt bẩn hoặc là có vấn đề gì đó nó gây đến nó kẹt cái turbo hoặc là cái cốc turbo này nó bị vãng giữa hai bên và nó dẫn đến là cái bánh tuabin và bánh bơm nó bị kẹt với những cái vỏ này, dẫn đến tình trạng là nó không quay được nữa. Thì lúc này động cơ chúng ta rất là nóng đỏ rực cái này lên ha, nó bị ngạt, nó kẹt cốt thì nó sẽ nóng cái này lên rất là nóng ha. Một cái bệnh tiếp theo nữa mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em mình mà dẫn đến tình trạng là cái xe chúng ta nó bị mất công suất, đó là nó bị hở những cái cổ dê này ha, những cái ống hút này nó bị lâu ngày nó sẽ bị hở hoặc là nó sẽ bị lủng cái ống cao su này. Đấy, hoặc là cái bộ intercooler của chúng ta nó bị lủng ha, dẫn đến tình trạng là khi khí chúng ta bánh bơm từ cái bánh bơm này nó bơm nó nén vào ha, nó nén nhưng mà nó bao nhiêu nó đi ra ngoài môi trường hết thì nó cũng dẫn đến tình trạng là nó bị mất công suất ở động cơ của chúng ta ha. Đó là những cái nguyên nhân mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em liên quan tới vấn đề là cái bộ intercooler này với bộ turbo này của cái hệ thống tăng ốp của động cơ diesel ha. Các anh em mình xem video mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe ha.
Hẹn các anh em ở những video lần sau. Mình sẽ thực hiện một cái video nói về vì sao mà cái tăng ốp này nó lên nhất và chúng ta khắc phục nó bằng cái cách nào ha. Đó là mình sẽ hẹn các bạn ở một cái video lần sau đó.